Hôm nay gió hơi nhiều. Và bạc thì rất là đẹp. Hôm nay gió thổi nè, gió quá chừng luôn. Lạnh dữ hả trường? I don't know if I can make it all the way. Trời gió quá lạnh. Con chuột nè. Con nè. Nó lạnh quá nó chạy. Mình tay lạnh thiệt. Mặc đồ ấm rồi mà nó vậy á. It is a red olive. Thấy con? It looks like nó có cái nhảy olive. Trong nè. Ê, đừng vô. Here. Yeah. Con. Cái. Mùa đông á, mình đi chơi chơi trượt tuyết đó.